ClickBuy hiện đã về nhiều iPhone 11 mới full box, bản quốc tế nguyên siêu chưa active, hỗ trợ hai SIM vật lý trong mức giá rẻ kinh hoàng. iPhone 11 64GB mới giá chỉ từ 14,9 triệu đồng. iPhone 11 mới 128GB giá chỉ từ 15,9 triệu đồng. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của hội anh em thích tự tay bóc tem, nói không với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, hàng rẻ nhưng phải thơm. Hãy đến ngay ClickBuy. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Vinsmart chính thức nhá hàng Vinsmart Lux. Trang Facebook của Vinsmart hôm nay đăng hình ảnh một mẫu điện thoại có màn hình tràn viền và không có điểm khuyết nào dành cho camera trước. Ngoài ra máy cũng có nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh phải, bên cạnh là khe cắm thẻ nhớ và SIM. Theo thông tin mô tả ngắn gọn, hãng cho biết đây sẽ là một smartphone có camera được ẩn dưới màn hình. Giữa tháng 5, trên mạng xã hội từng xuất hiện video về mẫu điện thoại này với thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn với kích thước là trên 6 inch. Khi thao tác mở camera trước thì không xuất hiện module thò thụt như là Active 3, nhưng vẫn hiện hình ảnh phía trên cho thấy là camera trước có thể đặt ở dưới màn hình. Trước đó thì Xiaomi và Oppo từng hé lộ hai mẫu sản phẩm thử nghiệm tương tự vào tháng 12 năm 2019, nhưng đều chưa giới thiệu chính thức ra thị trường. Model xuất hiện trong video có nhiều ứng dụng thử nghiệm nội bộ của Qualcomm. Ngoài việc sẽ chạy chip xử lý Snapdragon, máy có thể tích hợp công nghệ mạng 5G do có ứng dụng thử nghiệm tương ứng được cài đặt. Các nhà sản xuất smartphone trước đó đều sử dụng màn hình bị khuyết một phần cho camera trước như là tai thỏ, giọt nước hoặc là cơ chế thò thụt. Anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn tinh tế, cho biết điểm quan trọng nhất là Vinsmart sẽ xử lý công nghệ này như thế nào, liệu có thể cho ra chất lượng ảnh tốt như là camera thông thường không bị màn hình che phía trên hay không. Vinsmart không tiết lộ tên cũng như thời điểm ra mắt cụ thể của smartphone nói trên. Hãng sẽ ra mắt hai model là Leap 2 và Iris Pro 5G. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, mảng kinh doanh smartphone của Sony lần đầu tiên có lợi nhuận. Mảng kinh doanh smartphone của Sony đã liên tục thua lỗ trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, gã khổng lồ Nhật Bản chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Sony đã thu hẹp hoạt động và cắt giảm mọi chi phí có thể. Cuối cùng thì những nỗ lực đó có vẻ như đã đem lại kết quả như mong đợi. Trong buổi họp với các cổ đông mới đây, Sony cho biết đã xuất xưởng hơn 800.000 chiếc smartphone Xperia trong quý 2 năm 2020. Con số này sụt giảm 100.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên đã tăng gấp đôi so với quý 1 năm 2020. Sony cũng tuyên bố rằng mảng kinh doanh smartphone sẽ lần đầu tiên có lợi nhuận sau 4 năm thua lỗ liên tiếp. Dự kiến kết quả kinh doanh năm tài chính 2020 từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 sẽ được công bố vào tháng 4 năm 2021. Sony không tiết lộ mức lợi nhuận mà họ ước tính, nhưng đây cũng là một tin rất đáng chúc mừng. Trong bối cảnh đầu năm 2020 bị ảnh hưởng khá nhiều từ dịch bệnh Covid-19, Sony cũng tiết lộ sẽ có nhiều thay đổi trong chiến lược phân khúc smartphone của mình. Trong thời gian tới, Sony sẽ tập trung nhiều hơn vào các dòng smartphone tầm trung và giá rẻ. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 12 bị lo ngại thất bại nếu xóa ứng dụng Trung Quốc. Theo một nghiên cứu gần đây của nhà phân tích Michikuo, việc xóa ứng dụng WeChat hoàn toàn có thể xảy ra do Tổng thống Donald Trump vừa ký xác lệnh cấm các tổ chức, cá nhân giao dịch với ByteDance, công ty mẹ của TikTok và Tencent WeChat. Lệnh cấm này đã khiến cho nhiều người Trung Quốc sống tại Mỹ lo lắng vì họ thường xuyên sử dụng WeChat để trao đổi. WeChat cực kỳ phổ biến với người dùng điện thoại Trung Quốc. Về cơ bản, ứng dụng này hoạt động như một nền tảng riêng trên iOS và Android. Kuo lập luận rằng lệnh cấm trên toàn thế giới đối với WeChat sẽ rất căng do quy mô của thị trường Trung Quốc. WeChat là nền tảng thiết yếu hàng ngày ở Trung Quốc, tích hợp các chức năng như là nhắn tin, thanh toán, thương mại điện tử, mạng xã hội, tin tức, vân vân. Nên nếu ứng dụng WeChat bị xóa khỏi App Store trên toàn thế giới, sản lượng iPhone tại thị trường Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm đáng kể. Ước tính sản lượng iPhone hàng năm có thể giảm từ 25-30%, và các thiết bị phần cứng khác của Apple bao gồm AirPods, iPad, Apple Watch và Mac sẽ giảm 15-25%. Trong trường hợp lạc quan hơn, WeChat chỉ bị xóa khỏi App Store tại Mỹ. Kuo dự đoán các lô hàng iPhone sẽ bị ảnh hưởng từ 3-6%, trong khi các sản phẩm Apple khác bị ảnh hưởng dưới 3%. Apple không chia nhỏ lô hàng iPhone của mình theo khu vực, nhưng nhìn chung, thị trường Trung Quốc chiếm hơn 15% tổng doanh thu của Apple trong quý tháng 6, khiến nó trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Apple. Kuo cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nên giảm việc nắm giữ cổ phiếu của các công ty trong chuỗi cung ứng cho Apple, đơn cử như LG Innotek và Genus Electronic Optical do rủi ro của lệnh cấm WeChat. Trong bài phân tích, Kuo không nói rõ sự sụt giảm 30% liên quan đến tổng số lô hàng iPhone trên toàn cầu hay Trung Quốc. Tuy nhiên, với thị phần của Trung Quốc trong tổng doanh thu của Apple, có vẻ như nhiều khả năng thông tin này đang đề cập đến các lô hàng tại Trung Quốc. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn gửi tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.